Được, em xin lời đẹp với anh em ha. Nước sơn đẹp. Ông anh ổng vừa mới chia sẻ là do shop em sáng xe này về là mình không có làm gì hết anh em. Xe này về là mình không có làm gì luôn. Mình chỉ rửa sạch sẽ, xe ba sạch sẽ nhẹ nhẹ rồi mình review cho anh em ở xa xem thôi. Em này là XX50 nha, full sên là 50, biển số Sài Gòn. Quay một vòng cho anh em ở xa, xe này bảo đảm với anh em về là chỉ đổ xăng thôi. Tại vì từ nước sơn, nước si, xe sạch sẽ hết, dọn từ trong ra ngoài. Ảnh mới dọn được có 3 tháng về để nhà chật quá, nhà ở Sài Gòn chật quá, ảnh chia sẻ lại vợ nhăn quá, ảnh chia sẻ lại cho anh em đó. Đi một vòng cho anh em ở xa xem, biển số Sài Gòn nha, biển số Sài Gòn rất là dễ thương ha, 4193 SS50 full CL50, được dọn từ trong ra ngoài luôn, được dọn từ trong ra ngoài luôn, quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Xe là sườn lốp zin nha, xe là sườn lốp zin, cấu hình máy là 110 anh em nha, cái hình máy là 110, 4 số CD. Xe sạch sẽ gọn gàng, về là chỉ đổ xăng thôi. Xe sáng mình lấy cũng vậy nữa. Ảnh chia sẻ lại cho mình thì khi mà nhận được xe thì xe trong đang trong quá trình hoàn hảo. Máy móc là thì thầm, điện đèn càng là full chức năng luôn. Nên anh em về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. À, ở đây. Thì đầu tiên như thường lệ đi thì shop em quay cho anh em xem bình xăng lớn CL 50 nha. Bình xăng lớn CL không cứng mớp. Nước sơn rất là đẹp nha, không cứng mớp một tí nào hết, một tẹo nào hết, anh em xem nha, rất là đẹp. Và yên thì yên đế sắt nệm liên á nha, yên đế sắt nệm liên á. Yên này thì anh em biết rồi, yên này là shop em có bán nha. Yên này là vào bình xăng CL là phải nói là ôm 100% luôn, ôm 100% luôn, quay cho anh em xem ha, ôm 100% luôn, không có hở thế nào hết. Ba ga sau thì ba ga chuột, ba ga sau thì ba ga kẹp chuột, bốn cái tay xi nhan Atimon. À, về là về trước sau dày nha, về là về trước sau CL dày nha, nên anh em yên tâm rất là dày. À, cuộc sau CL 50 niền câm thì khỏi phải bàn tới, tại vì niền câm ảnh mới dọn khoảng 3 tháng mà, ảnh mới dọn mới khoảng 3 tháng à. Nên xe còn rất là đẹp nha, còn rất là đẹp, chỉ có vợ chửi dữ quá nên anh mới chia sẻ lại cho anh em ha. À, và shop em xin báo giá một cái giá cực kỳ tốt luôn, cực kỳ dễ thương luôn. Giá của em nó chỉ có 23 triệu 500 ngàn thôi anh em nha, 23 triệu 500. Và xe của shop em có cọc là có ship xa nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Cái giá này thì anh em biết rồi, khi mà dọn á, mấy chiếc xe này anh em cũng biết rồi, giờ nó không bao giờ mà dọn dưới 20 triệu đó. Quay cho anh em xem đồ rất là phải, anh chơi khoảng tầm 3 tháng chứ nhiêu chưa, anh nói là 3 tháng hay là chưa được 3 tháng nữa đó. Chia sẻ lại cho anh em, cấu hình máy là 110 nha, xe cấu hình máy là 110, 4 số CD, đầu lòng nhỏ, đầu lòng 49 nhưng mà ở trong là 110 nha, bình xăng con ni bi, bình xăng con ni bi anh em nha, cấu hình máy là 110 và giá của em nó là 23 triệu 500 ngàn. Và xe của shop em nha, có cọc là có ship xa nên anh em ở xa cứ việc yên tâm, có cọc và có ship. Thì cái form này thì anh biết rồi, form này thì shop em thường hay dọn cho anh em nè, form lỡ, form lỡ anh em nha, đây là form lỡ. Ghi đông là ghi đông CDS, phụt là phụt CD anh em nha. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Về chỉ là đổ xăng thôi, không cần phải làm gì hết. Về là đổ xăng. À, máy móc là thì thầm nha, máy móc là thì thầm. Anh em nhìn những cái chất xe nè, những cái chất xe nè, rất là dễ thương. Những anh em nào mà thường hay mà dặn xe dọn hay là xe đẹp, nước sơn đẹp thì bảo đảm với anh em luôn, em này về. Tại vì khi mà ảnh chơi á, là ảnh đã mất hết một mớ tiền rồi, thì khi mà về tới anh em á thì nó đỡ rất là bao nhiêu, biết là bao nhiêu luôn, 23 triệu 500 ngàn. Thì khi mà mình cầm tiền mình dọn đi thì mình sẽ hiểu được cái số tiền nó dọn nó chỉ bằng, chỉ giống như là tặng anh em cái xác xe vậy, tặng anh em cái xác xe anh đây đó. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem, khoảng tầm 2 tháng mấy 3 tháng, ảnh nói là không nhớ chính xác nhưng mà nó còn rất là đẹp đó. Mình sẽ quay từ từ cho anh em xem, mình sẽ quay rõ ràng cho anh em xem từ nước sơn nha, từ nước sơn bình xăng, nước sơn sườn máy rất là đẹp nha. Và em nó là sườn lốp zin anh em nha, em nó là sườn lốp zin nha đó, quay rõ ràng cho anh em xem sườn lốp zin, cấu hình máy 110, quay luôn số máy luôn. Em bán xe lúc nào cũng vậy, từ xe cúp, xe 67 hay là xe CL hay là CD thì lúc nào em cũng quay rõ ràng gì hết. Để anh em biết sao không? Tránh cái trường hợp bích lòng á, mình có làm sao mình quay rõ ràng vậy cho anh em xem.
à, đây đầu lòng dài nha, đầu lòng dài, thằng này là lòng dài 78, cắt còn 76, An Giang 3 ly anh em nha. Và em nó shop em xin nhắc lại lần nữa, em nó là 23.500.000, và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm nha, có cọc là có ship. Và những anh em nào muốn xem địa chỉ á, cứ việc tới trực tiếp địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Đây, quay về cho anh em ở xa xem. Và mình sẽ test cái máy luôn nha, mình sẽ test cái máy cho anh em nghe luôn. Bao thì thầm, bao giọng, bao hú ha. Có cọc là có ship toàn quốc nên ở xa yên tâm. Xe là cấu hình máy 110 nha, cấu hình máy 110, mình chỉnh anti lớn lên cho anh em nghe. Và đây, máy thì thầm anh em nha, máy móc là thì thầm. Đây, quá đã, 23.500.000. Cái này giống như là ta chơi, người ta lỗ sẵn rồi mình về là mình chỉ có chơi thôi, giá rất là hợp lý luôn anh em ha. Sơn si hết nha, sơn si ảnh dọn á, anh sơn si từ trong ra ngoài hết luôn á anh em thấy không, từ trong từng con ốc luôn, từ con ốc luôn, ở dưới đây cũng vậy nữa, qua dưới đây cho anh em xem bô cũng vậy luôn. Nói chung xe còn rất là khá ha, xe còn rất là khá. Và số tiền này thì anh em biết rồi, khi mà mình dọn một con xe nó phải tầm từ ngoài 20, chứ đâu bây giờ hiện bây giờ những cái chiếc 67 và chiếc CL nó đâu có dưới 20 đâu, nó không có dưới 20 đâu, dọn là phải ngoài 20, đó là thật sự. Ở đây một vòng ở đây cho anh em xem, coi biển số cho anh em xem nè, 51-4193, 23.500.000. Và xem anh em muốn xem trực tiếp, quý vị ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và số điện màu cũng vậy nha, có cọc là có ship xa nên anh em ở xa cứ yên tâm, có cọc là có ship xa. Và những cái video của shop em á, lúc nào đằng sau á, shop em cũng để những cái tấm hình chi tiết á, để những anh em ở xa xem được rõ hơn. Nhiều khi mình quay á, nó rung 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 anh em, nó nhanh lướt nhanh quá anh em nghe không được, thì mình có để á, sau những cái video những shop em cũng có để những cái tấm hình để cho anh em xem chi tiết. Và shop em xin nhắc lại một lần nữa, em á là 23.500.000 anh em nha, 23.500.000, có cọc là có ship xa. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye.